Thủ thuật xóa hàng loạt các cái dòng bị trống trong Excel cực đơn giản. Ở đây các bạn có một cái file Excel nhập liệu và có rất nhiều cái dữ liệu nó bị trống. Bây giờ làm cách nào để các bạn có thể xóa được hàng loạt các cái dòng bị trống này đi trong thời gian nhanh nhất? Cách làm cực đơn giản như sau. Đầu tiên các bạn sẽ chọn bôi đen cái vùng mà chứa dữ liệu trống các bạn cần xóa bỏ. Tiếp theo các bạn sử dụng phím tắt Ctrl G đi đến cái Go To này và chọn đến phần Blank, nhấn OK. Thì toàn bộ những cái dòng bị trống nó đã được bôi đen. Để xóa dòng các bạn chỉ cần click chuột phải vào cái dòng bị trống, nhấn vào Delete, chọn Entire Row này và nhấn OK. Thế là toàn bộ các cái dòng trống của các bạn đã bị xóa trong vòng một nốt nhạc.